Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra đều có số mệnh khác nhau. Có những người số mệnh bắt buộc phải trải qua thời gian nghèo khó, khổ cực, túng thiếu. Nhưng nhờ vậy, họ mới tìm được những ngày tháng tốt đẹp trong tương lai. Trong 12 con giáp, có 6 con giáp này trời sinh số mệnh đắc tài đắc lộc. Số mệnh định rằng trong thời gian trước, họ đã vất vả, khổ sở, túng thiếu, cô bần. Nhưng từ sau ngày 12 tháng 9 âm lịch trở đi, cuộc sống của họ sẽ suôn sẻ, thuận lợi hơn rất nhiều. Từ nay trở về sau, họ sẽ có được cuộc sống đầy đủ, viên mãn, sung túc, 10 phần vẹn 10. Vậy những con giáp đó là những con giáp nào? Để biết mình có thuộc một trong những con giáp may mắn này hay không, xin mời quý vị cùng theo dõi video ngay sau đây. Con giáp may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay là những người tuổi Thân. 1. Tuổi Thân. Theo các chuyên gia tử vi học cho biết, với sự che chở của chính ấn, tâm trạng con giáp tuổi Thân cải thiện đáng kể lúc này, giúp bạn đối diện với các vấn đề trong đời sống bằng thái độ hợp lý và thực tế hơn. Lục hợp che chở để người tuổi Thân biết nhìn xa trông rộng, sẵn sàng nhường nhịn ai đó nếu có tranh cãi xảy ra. Do đó bạn không nóng vội bày tỏ ý kiến cá nhân mà hãy kiên nhẫn lắng nghe hơn. Bên cạnh đó có hỏa kim xung khắc cho thấy trong đời sống tình cảm, những người độc thân dễ bị ảnh hưởng bởi các tác động quá khứ khiến bạn suy nghĩ chăn trở về những chuyện đã đi qua. Bạn nên hướng tới thực tại thì hơn. Trong mọi tình thế, bạn cần giữ thái độ, lý trí tỉnh táo để đưa ra lựa chọn phù hợp để được may mắn hơn trong thời gian này. Những gia chủ tuổi Thân cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Đó là con giáp may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay. Con giáp may mắn tiếp theo là những người tuổi Dậu. 2. Tuổi Dậu. Theo các chuyên gia tử vi học cho biết, nhờ được thiên ấn giúp đỡ, người tuổi Dậu dám đối đầu với khó khăn hơn khi bạn hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của mình. Lúc này, bản mệnh cũng nên chú ý đến các kế hoạch liên quan tới công việc, xê dịch. Với sự giúp sức của tam hợp mà đời sống tình cảm của bản mệnh suôn sẻ hơn bao giờ hết, người độc thân có thể gặp may mắn trong tình duyên. Ngũ hành xung khắc khiến cho những vấn đề liên quan tới tài chính trở nên rối tinh khi bạn đã để chuyện bé xé ra to. Dù sao cũng nên ưu tiên trả các khoản nợ có lãi suất cao trước đã nhé. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Đó là con giáp may mắn có được tài lộc trong ngày hôm nay. Các bạn hãy tiếp tục theo dõi video để xem mình có thuộc những con giáp may mắn tiếp theo hay không nhé. Con giáp may mắn thứ 3 trong ngày hôm nay là những người tuổi Mão. 3. Tuổi Mão. Theo các chuyên gia tử vi học, nhờ có thực thần sẽ mang lại cho tuổi Mão một tâm trí sáng suốt. Bạn có xu hướng sắp xếp lại quá khứ và giải quyết những chuyện đã qua. Bạn cần bình tĩnh để đánh giá hiện tại và lập ra những kế hoạch thuận lợi cho bản thân. Ngũ hành tương sinh mang tới vận may trong sự nghiệp. Người đi làm công sở nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp và cấp trên. Những người thất nghiệp có vận may tìm được công việc phù hợp. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Đó là con giáp may mắn thứ 3 trong ngày hôm nay. Con giáp thứ 4 may mắn không thể không bỏ qua trong ngày hôm nay là những người tuổi Tỵ. 4. Tuổi Tỵ. Tử vi học dự báo, hôm nay chính tài ghé thăm cho thấy có một vài thay đổi tích cực giúp người tuổi Tỵ sắp xếp lại tình trạng tài chính cũng như tìm ra các cách thức mới để tăng cường thu nhập. Một số kế hoạch của bạn diễn ra đúng như dự định và cũng là lúc bạn cần tập trung để tăng tốc. Đừng hài lòng quá nhanh với chút kết quả đang có. Bạn vừa tìm cách cải thiện, lại vừa nâng cấp mọi thứ lên thì chất lượng công việc sẽ được thể hiện ở một mức độ đáng mong đợi.
hoặc khí vượng đang có tác động không tốt với phương diện sức khỏe, bạn cũng nên lưu ý đến sức khỏe của người lớn tuổi trong gia đình, tránh những chuyến đi dài có thể khiến bạn kiệt sức. Cẩn thận khi lái xe. Và để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Thưa quý vị và các bạn có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Xin mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi video để biết mình có thuộc những con giáp tiếp theo hay không nhé. Con giáp may mắn thứ 5 trong ngày hôm nay là những người tuổi Ngọ. Năm tuổi Ngọ. Các nhà tử vi tâm linh cho biết hôm nay thiên tài ghé thăm mang tới những tin vui về tài chính cho con giáp tuổi Ngọ, giúp bạn có thêm thu nhập, nhiều người mua sắm thêm tài sản, thu về lãi suất đáng kể. Có người lại được người thân giúp đỡ về tiền bạc, thậm chí hỗ trợ cho bạn mà không mong đền đáp lại. Thời gian này, công việc của bạn càng trở nên thuận lợi, may mắn. Bạn đang có nhiều lợi thế nhưng vẫn luôn chăm chỉ, cẩn mẫn. Nhờ thế mà bạn có khả năng thăng tiến nhiều hơn và nhận được sự khen ngợi từ cấp trên hay là đồng nghiệp. Tam hội đưa tới cho người tuổi Ngọ cơ hội giao tiếp nhiều hơn với mọi người. Điều này có lợi cho bản thân, giúp bạn học hành, khám phá và thu nạp thêm những kiến thức mới. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Chi tiết từng tuổi như sau. Tuổi Giáp Ngọ 1954 mệnh Kim, sự tị nạnh khiến bạn trở nên hẹp hòi. Tuổi Bính Ngọ 1966 mệnh Thủy, tiền bạc rủng rỉnh, thoải mái chi tiêu. Tuổi Mậu Ngọ 1978 mệnh Hỏa, hãy thử học hỏi thêm kiến thức mới. Tuổi Canh Ngọ 1990 mệnh Thổ, thử đưa ra góc nhìn mới về một việc. Tuổi Nhâm Ngọ 1952 mệnh Mộc, tránh việc nghĩ ngợi quá nhiều. Đó là con giáp may mắn thứ 5 trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, con giáp may mắn cuối cùng trong ngày hôm nay chính là những người tuổi Tuất. 6. Tuổi Tuất. Ngày mới sẽ có chính quan giúp con giáp tuổi Tuất cảm thấy tự tin hơn. Việc quan trọng là lập kế hoạch cho tương lai, học cách giải quyết các vấn đề với thái độ sẵn sàng thích nghi và làm mới. Hỏa thổ tương sinh cho thấy bạn tìm ra nhiều giải pháp hay ho, bao gồm cả về phương diện sức khỏe. Nên tập trung vào một chế độ ăn uống phù hợp và chia sẻ kế hoạch luyện tập với người thân, tạo ra một tinh thần tích cực trong gia đình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Chi tiết từng tuổi như sau. Tuổi Giáp Tuất 1994 mệnh Hỏa, tin tưởng vào kế hoạch đã đề ra. Tuổi Bính Tuất 1946 và mệnh Thổ, hãy thử quan sát vấn đề dưới góc độ khác. Tuổi Mậu Tuất 1958 mệnh Mộc, gặp được cơ hội mới hay ho. Tuổi Canh Tuất 1972 mệnh Kim, người tính không bằng trời tính. Tuổi Nhâm Tuất 1982 mệnh Thủy, hãy thôi hoài niệm quá nhiều. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.